Con đường số 2 đó là xây dựng cấu trúc xương. Khi cơ thể đã được kéo lên bởi hormone tăng trưởng thì chúng ta cần phải đẩy nguyên liệu vào để hình thành một thể trạng mới tương đồng, đặc biệt là hệ xương. Cơ hay mỡ thì khi nào cũng có thể gia tăng được, nhưng xương dài ra thì cần phải có thời hạn, nên cần phải tập trung vào xây dựng hệ xương và cần phải tranh thủ ba mẹ ạ. Bởi vì khi các con đã dậy thì hormone sinh dục sẽ là tác nhân khóa lại cái việc phát triển xương thông qua cơ chế cốt hóa các đầu sụn tăng trưởng. Tác dụng là sẽ làm cho hệ xương của người lớn sẽ vững chắc, không lỏng lẻo như xương của trẻ em. Và rõ ràng con người nên có giới hạn về chiều cao, chứ nếu không cứ để dài mãi thì chắc chắn là cụ già 100 tuổi sẽ phải cao tới 5 hoặc 6 mét. Nhưng tác hại cho các con là nếu như phụ huynh không tranh thủ cái giai đoạn tăng trưởng của con thì rất có thể là bạn ấy sẽ ngừng cao ở một mức mà chưa phải là điều mong muốn của gia đình. Đó chính là tư duy mà bác sĩ Hiên muốn giải quyết cho cộng đồng. Để hiểu về cách xây dựng hệ xương cho các con cũng như là giúp vững chắc xương của người lớn, chống loãng xương, thì chúng ta cần hiểu trong cơ thể luôn luôn diễn ra quá trình tạo xương là quyết định bởi tế bào tạo xương, và hủy xương là quyết định bởi tế bào hủy xương. Để con của chúng ta cao lên và xương chắc khỏe cho mọi lứa tuổi thì cái việc tạo xương đấy luôn luôn phải được thúc đẩy, còn cái việc hủy xương thì phải bị hạn chế. Tế bào tạo xương sẽ tổng hợp collagen và các khoáng chất, trong đó chủ lực là canxi, để hình thành xương. Và tế bào hủy xương thì lại giải phóng những thứ trên ra khỏi xương. Nên gốc phải là hai tế bào này, còn canxi chỉ là một phần trong quá trình đó, ba mẹ ạ.